Rồi, xin chào bà con ha, chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Nam Việt Cuộc Sống Miền Nam. Hiện giờ thì mình đang ở Tân Bình, đầu đường Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa. Mình sẽ đi về chợ Tân Bình ha. Bữa nay trên đường đi làm về thì Hoàng Sơn sẽ quay chia sẻ cả nhà mình về hình ảnh Sài Gòn hôm nay. Sau lưng mình là đường Trường Chinh, Cộng Hòa, mũi nhọn á, để đi về hướng quốc lộ 1. Còn bây giờ mình đang chạy về hướng trung tâm Sài Gòn. Đây là đầu trường Cộng Hòa. Thường thì khu vực bên đây hay bị kẹt xe đường Cộng Hòa đó. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy cũng ổn chứ không có quá tải như mọi khi. Cái xăng bên đây hết xăng cả nhà ha. Hiện giờ thì vấn đề khan hiếm xăng vẫn còn. Nhìn từ xa thì cô chú mình có thể nhìn thẳng thấy cái tòa nhà cao nhất Landmark 81 tầng ở Sài Gòn đó. Đó là ngay đó là chân cầu Sài Gòn luôn ha. Nếu mà như mình đi từ đây lại tầng sân bay thì rất là gần. Ở đây giống như là cuối sân bay nhưng mà mình không có vô ngã này được. Còn cái cổng vào sân bay đó là ở hướng công viên Hoàng Văn Thụ. Đây là mấy khu vực tòa nhà Etown. Ngày xưa là cái văn phòng nhiều công ty ở đây, giống như văn phòng đại diện của DKSH, rồi công ty nhập khẩu thiết bị y tế này nọ đó là ở đây. Rồi sau này thì họ dời qua bên Cách mạng tháng 8 rồi. Đây là đầu đường Ấp Bắc. Ở đây thì bà con mình biết tới là có nhiều nhà hàng, tiệc cưới ha. Đường Cộng Hòa, cái đường Hoàng Văn Thụ. Ở đây thì khách sạn rất là nhiều, tại vì gần sân bay á. Khi mà bà con mình về nước thì thường hay ở khu vực bên đây để tiện cho đi lại. Đây là một trong những con đường lớn, mà con đường chính. Này có cái cầu vượt, hồi xưa thì không có cầu vượt, kẹt xe, nên là sau này thì có cái cầu vượt ở nhiều nơi. Trên đường Cộng Hòa có hai đoạn cầu vượt. Mình đi bên dưới ha, quay cho bà con mình coi. Thường thì mình sẽ đi bên trên. Đường Cộng Hòa thì con đường chính là cũng là con đường tắt đỏ ha, ở Tân Bình. Nhưng mà từ hồi mùa Covid tới giờ thì thấy rất là vắng, với lại treo bảng là cho thuê mặt bằng rất là nhiều. Ngay lên đây là đầu đường Bình Giã. Bữa nay không có bị kẹt xe, chứ mọi khi là giờ cao điểm giờ này là kẹt xe rất là nhiều. Sợ nhất là cái con đường Cộng Hòa này. Ở đây thì bà con mình sẽ biết tới là những nơi bán xe hơi và xe mô tô, xe máy. Nhưng mà xe hơi bây giờ thì em thấy là trung tâm mà triển lãm thì họ dời qua quận 7 khá là nhiều. Nên là Tân Bình bây giờ thì cũng không có còn bán xe tung như ngày xưa ha. Đường Hoàng Hoa Thám cắt ngang ở nhà ha. Mình muốn vào đường Trường Chinh thì mình rẽ vào đây, có đường Hoàng Hoa Thám, chợ Hoàng Hoa Thám. Thường thì mình sẽ quẹo qua đường Trường Chinh đi cho nó gọn nhanh, nhưng mà hôm nay Hoàng Sơn sẽ quay một đoạn đường Cộng Hòa cho bà con mình coi. Bên đây là salon ô tô nè, xe mới với xe xài rồi. Bà con thấy đang xếp hàng đang chờ đổ xăng không? Ở đây là đường trường tiểu học Trần Quốc Tuấn. Hồi trước thì lúc mà tiêm Covid á, tiêm ngừa Covid á, là ở đây là một trong những điểm đầu tiên
bà con tới xếp hàng rất là đông. Và đó là để được tiêm Covid đó, là mình phải làm ở những công ty nào đó mà quan trọng á, thiết yếu á, là được tiêm trước. Rồi bây giờ mình ở đây thì có mấy cái trung tâm thương mại, Cộng Hòa Plaza nè, rất là nhiều trung tâm thương mại ở đây, nhưng mà bây giờ thì không có được hot như ngày xưa. Rạp chiếu phim, rồi nơi mua sắm, rất là nhiều trung tâm thương mại ở đây cả nhà ha. Mình chạy tới đầu đường, mình quẹo qua đường Lý Thường Kiệt, mình tới Hoàng Văn Thụ. Đây cũng là một trung tâm thương mại lớn nè, Lotte Mart ngày xưa nè, bây giờ vẫn còn ha, nhưng mà rất là vắng. Trong đây thì trước mùa dịch đó là có những cái quán nướng nè, rồi những cái quán ăn bình dân ở trong siêu thị nè. Đây là trung tâm thương mại cũng khá là thú vị nè, mình có thể vào đây xem phim, mua sắm, ăn uống. Bây giờ xe cả nhà thấy cũng đông đúc lại rồi nè. Bên trong còn có khu tập thể dục nữa, tập gym nữa. Đây tới nút giao thông quan trọng nè, cả nhà thấy xe rất là đông rồi đó, thấy không? Thường thì sẽ kẹt xe ngay vòng xoay này. Ở đây có một cái cầu vượt ngay công viên. Ở đây là phường 4 cả nhà ha. Phường 1, 2, 3, 4 này nằm khu vực quanh công viên Hoàng Văn Thụ. Còn hồi nãy đầu đường trên Trường Chinh đó là phường 15, ngay sân bay và phía sau sân bay là phường 15. Thì nói về bất động sản á, hiện giờ thì nó cũng hơi bị đứng rồi. Còn trước mùa dịch á, là ví dụ như ở mấy khu vực bên đây thì giá nó khá là cao, phường 1, 2, 3, 4 giá nó rất là cao. Còn bên phường 15 á, phía bên kia sân bay thì giá nó sẽ rẻ hơn, rẻ nhất trong khu vực ở quận Tân Bình. Ví dụ giống như mà những cái căn nhà riêng mà nhà phố tầm 7-8 tỷ á, là đã có thể xe hơi chạy quanh nhà và có thể vô nhà được. Chứ còn như ở khu vực đây thì 7-8 tỷ thì đâu có được đâu ha. Nhà hẻm nhỏ. Đang kẹt xe, mặc dù đang xanh rồi đó nha. Kẹt xe như vậy mà còn không đổ xăng được, để bộ còn khổ ha. Ở phía trước mình là công viên Hoàng Văn Thụ. Mình băng thẳng ra là mình sẽ đi về hướng vòng xoay Hàng Xanh, ra cầu Sài Gòn. Còn công viên Hoàng Văn Thụ rẽ trái là mình vào sân bay luôn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ rẽ phải. Mình rẽ phải để vào Lý Thường Kiệt. Ở đây có nhiều đường nhỏ nhỏ như đường Phúc Tịch này để tránh, nhưng mà mình sẽ không chạy, mình chạy đường chính, quay cho bà con mình coi. Có cảnh sát giao thông đang điều phối giao thông. Ở đây cũng là trung tâm thương mại Vincom này, trung tâm thương mại lớn ở Cộng Hòa. Còn đây là cầu vượt. Cầu vượt băng ngang cái vòng xoay. Như vậy là không bị kẹt xe đó, chỉ chạy chậm thôi. Còn nhiều khi kẹt xe ở khu vực này đi cả tiếng rất là mệt luôn. Đây là đầu đường Nguyễn Thái Bình. Bây giờ mình nút giao thông Bãi Hiền là rẽ phải 1,6 km ha, đi thẳng là qua Phú Nhuận 2 cây số. Bây giờ mình rẽ phải. Cả nhà thấy cái vòng xoay quen quen không? Có cái biểu tượng quả địa cầu. Ồ, đèn đỏ rồi. Đây nè.
mỗi lần đi ra sân bay là thấy cái này là biết tới rồi đó. Mình rẽ phải để vào Lý Thường Kiệt ra chợ Tân Bình ha. Chứ đúng ra nãy mình đi đường Trường Chinh thì giống như một cái đường xéo xuống, tam giác xuống sẽ nhanh hơn. Rồi đã xanh rồi. Rồi ok. Ở Sài Gòn đi xe hơi hơi cực ha. Kiếm một cái bãi đỗ xe cũng vất vả lắm. Nên mỗi lần khi nào đi á, mà mình có ý định là đi đâu rồi á, mình phải chuẩn bị trước là chỗ đỗ xe. Nhiều chỗ đỗ xe phải tính tiền. Còn mà mình đổ trước cửa cửa hàng người ta thì đâu có được. Rồi chưa kể là những con đường không cho dừng, không cho đậu, dừng thì được. Đó, nên là đi nếu mà như có tài xế riêng thì rất là khỏe, còn mà mình tự mang xe đi á bất tiện lắm. Đây là cái khu vực mà nhiều nhà hàng, rất là nhiều nhà hàng luôn. Đầu đường Hoàng Văn Thụ, cậu chú thấy không, đây nhà hàng tiệc cưới nè, Adora nè, trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn ra không. Bây giờ thì nhà hàng tiệc cưới được đãi lại bình thường rồi, không có bị giới hạn số lượng đó. Còn hồi mùa Covid là những cái nơi mà đông người á là vất vả luôn, tại vì chi phí mỗi ngày rất là nhiều đó, nhưng mà không làm ăn được. Những cái doanh nghiệp mà sử dụng mặt bằng càng lớn thì càng khó khăn, rất là nguy hiểm, không gồng nổi. Hiện giờ thì mấy cái con kênh á, ở quanh Sài Gòn á, là trong trung tâm ha, là được làm hai bờ, hai bên là có công viên, có đường xe chạy rất là đẹp. Nên là cô chú mình mà khoảng tầm 5-10 năm mà chưa về Sài Gòn á thì nhận không ra. Giống như đường Hoàng Sa, Trường Sa, dọc từ Tân Bình chạy ra tới khu vực Hồ Thị Nghè, Sở Thú, rất là đẹp. Ngày xưa là con kênh đen rồi chật chội, rồi nhà ổ chuột nhiều, và bây giờ lại là cái công viên rất là đẹp và được làm sạch. Đây vẫn còn là đường Hoàng Văn Thụ. Đúng ra nếu mà như nãy mình chạy đường Trường Chinh á, mình qua thì mình sẽ không có bị chạy cái vòng tròn này. Đây có đường một chiều một đoạn nha. Đường một chiều ngay khúc đầu đường Hoàng Văn Thụ đây nè. Bây giờ mình sẽ phải rẽ phải vào, mình qua Trường Chinh cái nữa mình mới quay lại được. Mình sẽ chạy quanh cái trung tâm hội chợ triển lãm Tân Bình, bây giờ đang trưng dụng làm cái bệnh viện dã chiến. Thì trung tâm thương mại ở Tân Bình ngày xưa cũng rất là nổi tiếng, mọi người hay tổ chức cái chương trình lễ hội rất là nhiều và giới thiệu sản phẩm. Nhưng mà sau này mình thấy nhiều trung tâm đã dời qua quận 7, tại vì bên đó sẽ thuận tiện giao thông hơn rất là nhiều. Xe hơi đi dễ dàng, không bị kẹt xe. Đại lộ Nam Sài Gòn mình có thể nối ra được các cái đường lớn, qua đường cao tốc ra ngoài Long Thành, Dầu Giây ha. Đó, rồi có thể nối về phía Nam Sài Gòn. Còn ở đây thì trong trung tâm thì xe cộ đi hơi khó khăn, kẹt xe nhiều.
nên chính vì ít tổ chức thì lại không có được chăm sóc, nó ngày xuống cấp. Hiện tại mình đang chạy bọc vòng nè đường Xuân Hồng để qua Trường Chinh. Ở phía sau là trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình ha, phía sau của hội chợ triển lãm, trung tâm triển lãm. Mùa Covid đi ngang chỗ này rất là buồn đó nha ha, chắn lại để làm cái bệnh viện dã chiến. Rồi bây giờ mình vào Trường Chinh. Cây xăng bên đây cũng hết xăng luôn rồi nè. Mấy cây xăng lớn mà không có xăng. Đó, không có đổ xăng. Mình đang ở đầu đường Trường Chinh, bên kia là Cách Mạng tháng 8, băng thẳng qua là Cách Mạng tháng 8. Mình vào ngay chợ Bến Thành đó. Nhưng mà mình sẽ không có qua chợ Bến Thành nha. Bây giờ mình sẽ quẹo vào Lý Thường Kiệt để vào chợ Tân Bình. Chợ Bến Thành đi thẳng, mình sẽ phải là ra chợ Tân Bình qua bên đường Chợ Rẫy đó. Đường Lý Thường Kiệt, chợ điện tử Nhật Tảo. Rồi mình vào đường Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt với Cộng Hòa nó nói liền, nhưng mà ngay đầu đường đó thì là đường một chiều. Lý Thường Kiệt với người ta Hoàng Quang Thụ ở cái nhà Hoàng Quang Thụ. Rồi khu vực này thì cả nhà thấy nè, bán về máy cắt rất là nhiều. Cô chủ mình muốn mua máy cắt mới cũ, và thường đây bán đồ cũ rất là nhiều ha. Máy cưa, máy cắt, máy phát điện. Mình ra đây mấy cái máy phun xương rồi đó. Hoàng Sơn đi tới đâu thì khu vực nó có gì đặc biệt Hoàng Sơn giới thiệu để cả nhà mình có thể tham khảo. Đây là ống nước nào, vật liệu liên quan đến điện nước, sắt thép nè, máy bơm nè, nói chung là cơ khí ha. Nhiều không. Nè, máy cưa máy cắt nè. Khu này là nổi tiếng xưa giờ là bán về phần động cơ cơ khí và mấy cái van công nghiệp lớn. Rồi mình quẹo qua bên đây đường Lý Thường Kiệt. Cái đường đi thẳng là Lạc Long Quân ngang, chạy ra khu du lịch Đầm Sen. Bên đó xe phải xếp hàng để vào đổ xăng. Mình vừa qua khỏi cái đầu đường của Lạc Long Quân và Lý Thường Kiệt. Mình vẫn đang trên đường Lý Thường Kiệt, cũng sắp tới chợ Tân Bình. Bên tay trái của mình là bệnh viện 1A. Bệnh viện 1A bên tay trái. Rồi mình bắt đầu vào chợ Tân Bình thì cả nhà thấy là bán đồ thời trang, quần áo nhiều ha. Rồi máy may công nghiệp nè. Rồi những cái vật tư để làm sản xuất may mặc. Ở bên quận 5 á, thì cũng có mấy cái trung tâm để bán những cái phụ tùng may mặc. Ở trên đường Châu Văn Liêm cả nhà ha. Cả nhà thấy bên đây bán đồ may mặc rất là nhiều nè. Dây nịt, quần áo. Mình tới chợ Tân Bình rồi, để Hoàng Sơn chạy vòng chợ Tân Bình cái cho cả nhà mình xem xung quanh chợ ha. Tại bữa nay trên đường về mà Hoàng Sơn chở cồng kềnh nên là không có xuống đi bộ quay cho cả nhà xem được. Rồi mình quẹo vô đường Lê Minh Xuân đó, chợ Tân Bình phía trước cả nhà. Đây là chợ Tân Bình nha. Rồi mình sẽ xoay quanh vòng này mình đi về. Xung quanh bán đồ thời trang. Wow. Rồi hai bên bán hàng ăn uống.
đây nè, bán đồ thời trang nè, trong chợ hai bên luôn. Đây nè, thấy đó, nếu mà mình muốn kinh doanh đồ may mặc thì mình ai cũng biết chợ Tân Bình rồi, từ vớ khăn cho đến quần áo. Chợ Tân Bình rất là lớn nha. Đó, cả nhà thấy nay rồi, chạy cũng chưa hết chợ nữa nè. Đó là nhà lòng chợ, còn mình chạy bên ngoài thì là xung quanh chợ đó, người ta vẫn bán rất là nhiều những cửa hàng ngoài chợ. À, nay thấy bán đồ Noel này đó, đó đó đó. À, nói về đồ Noel đó, thì ở đây là chuyên về bán quần áo thôi, còn bỏ sỉ quần áo. Còn nếu cả nhà mình muốn mua đồ trang trí á, thì mình ra chợ trước cửa chợ Cơm Biên. Hồ sơ có quay cho cả nhà mình xem rồi, trước cửa chợ Cơm Biên bây giờ đang bắt đầu bà con bán đồ Noel cho đến giữa tháng 12. Bắt đầu cuối tháng 12 á, là người ta chuyển qua bán đồ trang trí Tết. Đây bán đồ áo dài vải khá nhiều luôn nè. Quá trời luôn ha. Trời, mình quay vòng lại, cả nhà thấy đây là chợ Tân Bình nè. Nhà lòng chợ lớn chưa? Quá xa luôn ha. Còn bên đây là bán vải. Vải cây lết. Còn ở đầu chợ thì bán đồng hồ ha. Mà ở đây thì chuyên về vải vóc, đồ thời trang. Còn nếu mà đồ thời trang cao cấp một xíu nữa đó thì mình ra chợ An Đông nha. Còn ở đây là đồ bình dân với lại vật tư may mặc rất là nhiều. Đó, mình mới quay hết lòng chợ rồi đó. Bây giờ mình trở lại đường Lý Thường Kiệt. Thì ngay những cái chợ lớn như thế này nè, những chợ sỉ này nè, thì xung quanh có rất là nhiều chành xe. Hoàng Sơn hay gửi hàng đi các tỉnh lân cận đó, mình sẽ chạy ra đây. Có những cái chành xe đi thì giá là khá là rẻ. Ví dụ như mình gửi bưu điện thì mất tầm khoảng 30.000 đi. Và đi phải mất khoảng 3 ngày để ra mấy tỉnh lân cận. Còn mình đi chành xe nó có mất 10.000 đến 20.000 mà đi sáng đi chiều tới. Và đương nhiên cái gì cũng có cái hay của nó. Ví dụ chành xe thì mình phải ra lấy. Mình ra chành xe lấy, và những cái chành xe thường giao ở những cái trung tâm lớn, giống như ở thành phố Mỹ Tho ví dụ vậy, hoặc là thành phố Biên Hòa hay là thị trấn gì đó. Đó, còn bưu điện thì họ giao tận nhà mình, trong ấp trong xóm luôn. Nếu mà những cái khô cá mà một nắng á, Hoàng Sơn bắt buộc phải gửi bằng chành xe. Đó, mình phải đóng thùng xốp, mình gửi chành xe thì trong vòng 24 tiếng phải tới. Đó, còn như khô á thì mình gửi cả tuần không sao á, thì mình sẽ gửi bưu điện thì tầm 3 ngày tới. Đó, đây bán mannequin nè. Đó, mình ra khỏi, sắp ra khỏi khu vực bán thờ thời trang rồi, thì bắt đầu bay là tới đoạn bán vật tư xây dựng nha, sắt thép, cửa nhôm. Đèn đỏ này nè, sắt thép nè. Ở đây chạy ra tới đoạn Đại học Bách Khoa thành phố thì cũng bán rất là nhiều đồ, tới gạch men rồi đó, rồi đồ nội thất cao cấp. Thì qua tới đoạn Tô Hiến Thành thì lại là chợ sỉ về thuốc và thiết bị y tế. Cả nhà thấy đoạn đường Lý Thường Kiệt mình phải chậm, di chuyển chậm nè, không kẹt xe là mừng rồi. Chịu khó di chuyển chậm chút. Bởi vậy thường là đi Sài Gòn mà đi xe máy, mình sẽ đi nhanh hơn xe hơi rất là nhiều. Xe hơi chỉ để dành cho mình đi xa,
mình sẹt qua thành phố hoặc là đi ở xa tới. Chứ còn đi lanh quanh đây á, là cả nhà đi xe máy là tốt nhất ha. À, có nhiều cái hẻm nhỏ, đường nhỏ, đi xe máy mình đi lẹ lắm. À, còn xe hơi phải xếp hàng vậy nè. Nhưng mà nếu mà đi vào trời chưa nắng hoặc đi trời mưa thì xe hơi là sướng nhất. Tại vì mình cứ ngồi trong đó, nếu mình không bị gấp về thời gian, mình cứ ngồi trong đó, mình không phải mặc áo mưa, mình không phải bị nắng nóng. Từ từ tới đầu tới, nhưng mà sẽ mất rất là nhiều thời gian. Cái đoạn đường ở khúc này là nó hơi bị ẩm thấp nè, thường mà mưa lớn nó cũng hay bị ngập. Ngay chỗ chợ Tân Bình á, nó cũng khá là thấp, nó không có bị ngập nước lớn giống như ở quận 8, nhưng mà nước mưa rút không kịp nó cũng hay bị ngập. Còn như quận 8 thì là khu vực thấp rồi, thủy triều lên là cũng bị ngập nữa chứ không có chờ mưa nữa. Mà hôm nào mà gặp vừa mưa vừa thủy triều là khổ luôn, nước ngập nữa chứ xe không. Với bên đó là hình như là mỗi năm nó mỗi lúng hay sao đó. Ngày xưa cách đây mười mấy 20 năm á, quê nội mình ở bên đó, thì khi lên đó là cái nhà của bác mình á, là lúc đó là mười mấy 20 năm sau rồi, cứ lắp đất lên. Bây giờ cái nguyên một cái tầng ở dưới á, 2-3 mét, bây giờ là thành cái tầng 1 là thành cái tầng cạp rồi. Đó, đường thì liên tục nâng, còn nhà nào mà không nâng á, thì coi như là nhảy cái là lên tới nóc nhà liền. Nếu mà nhà mà cấp 4 á, mình nhảy cái tới nóc nhà luôn, tại xung quanh lên lộ hết rồi, không lên không được. Khu vực này thì gần tới trường Đại học Bách Khoa thành phố, nên ở đây quán cà phê khá là nhiều và quán ăn. Kẹt xe ha, đây là trường học. Cả nhà thấy rề quá tải. Chặt cứng rồi. Giờ cao điểm. Mấy phụ huynh đang đứng ở phía trước để đón học sinh ra. Đường Tân Trang. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn quay chia sẻ cả nhà mình vài hình ảnh về chợ Tân Bình, khu vực chợ Tân Bình, đường Cộng Hòa ha. Đó, mình ra khỏi chợ rồi. Hoàng Sơn tạm dừng video ở đây ha. Cảm ơn cô chú đã theo dõi về cuộc sống miền Nam, cuộc sống quê và cuộc sống Sài Gòn. Chúc cô chú mình nhiều sức khỏe. Cô chú nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông báo để nhận video tiếp theo nha. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại.